Tôi xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay thì tôi lại gặp gỡ quý vị các bạn và giới thiệu đến quý vị các bạn về một loài nhãn quý có xuất xứ từ Thái Lan. Thưa các bạn, ở Việt Nam thì cũng là một cái đất nước nổi tiếng về nhãn, như là nhãn Nồng Hưng Yên. Như vừa rồi ở miền Tây thì có xuất hiện giống nhãn tím, là được nhân giống từ một hộ gia đình là phát hiện trong vườn nhà là có một cái cành nhãn là có quả màu tím rất là đẹp và nhân giống ra. Đó. Còn đây thì là một giống nhãn quý đặc sản của Thái Lan. Mặc dù là ở Việt Nam là có rất là nhiều giống nhãn đặc sản ăn rất là ngon, nhưng mà quả thì đều có hạt. Còn đối với giống nhãn này đó, là một cái giống nhãn rất là đặc biệt. Đó, nó được gọi là giống nhãn hạt nếp hay còn gọi là nhãn không hạt, bởi vì cái giống nhãn này là có cùi rất là dày, rất là ngọt, rất là ngon. Đó, nhưng mà hạt của nó thì là rất là nhỏ, bị nếp, hầu như là không có hạt, cho nên người ta gọi đây là giống nhãn không hạt các bạn nhé. Cái giống nhãn không hạt này thì cây giống là chúng tôi đặt hàng ở Thái Lan là dưới dạng là cây chiết, là đặt hàng các hộ nông dân ở Thái Lan là bó bầu chiết trên cây nhãn đã trưởng thành, đã từng cho ra hoa ra quả rồi. Sau khi mà cây ra rễ dài, các bầu chiết nó ra rễ dài rồi thì các cái hộ nông dân ở Thái Lan này sẽ cắt cái các cành chiết xuống và đóng gói là gửi về Việt Nam cho chúng tôi. Cho nên là những cái cây nhãn không hạt này là về trồng là có thể là cho ra hoa ra quả ngay các bạn nhé. Nếu như các bạn trồng kinh tế thì khuyên các bạn để cho cây to một chút, khỏe một chút, sau khoảng từ 1 đến 2 năm thì để cho cây ra quả thì cây sẽ khỏe hơn và cây cho năng suất hơn, quả đạt chất lượng ngon và quả to hơn các bạn nhé. Đây là cành chiết chúng tôi mới nhập về này. Sau khi mà chúng tôi đóng ra bầu đất, sau khi chúng tôi đóng các bầu chiết của cây nhãn không hạt này ra bầu đất đó, thì để tại vườn nhà. Sau khoảng 6 tháng thì cây có thể là bật hoa, ra hoa như thế này rồi. Này các bạn thấy không? Đây là cây nhãn giống này. Sau khi chúng tôi là đóng ươm dâm ra bầu đất thì sau khoảng 6 tháng là cây bắt đầu là cho ra hoa, cho ra quả. Các bạn thấy nhá. Đây, đây là các cái đầu chùm hoa này, chùm hoa nhãn này. Giống nhãn này là quả cũng rất là to, quả to giống như nhãn Nồng Hưng Yên vậy. Nhưng mà đặc biệt là cùi rất là dày và hạt rất là nhỏ. Đó. Hạt bị nếp và người ta gọi đây là giống nhãn không hạt các bạn nhé. Giống nhãn này là một cái giống nhãn có xuất xứ từ Thái Lan, cây cho ra hoa ra quả rất là sai, quả to và cùi dày, ăn rất là ngọt, rất là ngon. Do giống nhãn này là có xuất xứ từ Thái Lan, là một cái đất nước có khí hậu tương đồng với khí hậu của Việt Nam, cho nên tôi đảm bảo đây là một cái giống nhãn trồng rất là phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Đây là một cái giống nhãn ngon, giống nhãn quý của Thái Lan, cho nên đây cũng là một cái giống cây trồng được đánh là giống cây trồng tiềm năng đem lại giá trị kinh tế cao cho các hộ nông dân của Việt Nam các bạn nhé. Các bạn thấy không? Đây là cành chiết, đây là cành chiết sau khi chúng tôi nhập về Việt Nam thì được ươm ra bầu đất như thế này. Và sau khoảng 6 tháng thì cây bắt đầu là có thể là cho ra hoa ra quả rồi. Đây này. Đây là các cái chùm hoa này. Bạn thấy không?